Chào các bạn, thì hôm nay mình là Lê Anh Bình, mình sinh viên FPT và hôm nay mình sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ với các bạn sinh viên hiện nay đây thôi. Thì không biết bạn tên gì ạ? Mình tên là Bùi Lê Quốc Đạt. Bùi Lê Quốc Đạt thì bạn học chuyên ngành gì? Digital Marketing. Digital Marketing thì không biết là tại sao bạn lại chọn cái chuyên ngành này? Mình thích và gia đình cũng hướng mình theo cái ngành đam mê theo cái ngành này đúng không? Thì không biết là sau khi bạn ra trường thì bạn mong muốn mình trở thành con người như thế nào? Tức là về công việc thì bạn có muốn trở thành như thế nào? Thì là mình muốn làm công việc gì thì nó chủ cái việc marketing. Thế thì bạn nghĩ là sau khi ra trường bạn có muốn được công việc như thế nào? Tất nhiên là có. Thế thì bạn nghĩ là mình phải bồi bổ kỹ năng gì hay là trang bị thêm kỹ năng gì cho bản thân để có thể có ngay công việc ngay sau khi mình chỉ là những kiến thức của ngành và những kiến thức về giao tiếp. Thế là giao tiếp cũng là những cái kiến thức về phần mềm đúng không? Thì bạn có nghĩ là trường FPT cần thêm những cái lớp hoặc là những cái câu lạc bộ để cung cấp bồi bổ các cái cho sinh viên có những cái gia đình FPT cũng có nhiều con bộ đã có những con bộ rồi. Thế bạn có biết đến những câu lạc bộ BEC không? BEC. Thế bạn có tham gia câu lạc bộ này không? Chưa tham gia. Chưa tham gia. Vậy thì lý do tại sao